Những con dê ở trong Minecraft đã trở nên hữu ích hơn vì chỉ cần một bàn chế tạo và 4 chiếc sừng dê, chúng ta đã có thể chế tạo nên một khối mới được gọi là RAM. Khi được gắn với piston dính, nó sẽ trở thành một cỗ máy đập khối tự động. Thậm chí là các bạn còn có thể sử dụng nó để tấn công và đẩy lùi các sinh vật khác như thế này. Hoặc là nếu các bạn kết hợp những chiếc sừng dê này với đồng, chúng ta có thể tạo nên một chiếc mũ mới nhìn cực kỳ man rợ. Và nếu các bạn đổi nó vào, nó sẽ giúp cho các bạn tăng tốc độ và sức mạnh khi các bạn đang trong tình trạng thấp máu. Nhưng độc lạ nhất là khi các bạn kết nghĩa phu thê giữa một con dê và một con cừu, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu các bạn cũng tò mò muốn biết thì hãy nhấn vào nút like và đăng ký, rồi sau đó Boy sẽ nói cho các bạn biết nha. Và điều này sẽ sinh ra một giống loài mới lai tạo giữa dê và cừu, được gọi là gib. Sinh vật này sẽ rơi ra len hoặc là thịt dê ngay sau khi bị tiêu diệt. Ngoài ra, chúng ta còn có thể lấy sữa từ gib như loài bò. Nên chúng ta có thể khẳng định rằng